Dạ, chào cô, mời dạ, cô ngồi. Chào cô. Dạ. Chào chị. Rồi, mời em. Dạ. Dạ. Rất ngưỡng mộ. Dạ, cảm ơn cô nhiều. Hôm nay mình coi như một nhà nói chuyện với nhau đi cô nhé. Chia sẻ tất cả mọi cái thứ để có thể mình giúp cho nhiều gia đình để gần nhau hơn nữa. Dạ, trước tiên chào MC Quyền Linh dạ. Và Lê Lộc dạ. Và tất cả khán giả trong khán phòng. Cô có tôi thể tên giới thiệu Gió Thị Thu Hà. Năm nay tôi 59 tuổi, quê ở Hiệp Hòa, Long An. Nghề nghiệp của tôi là nội trợ. Dạ. Đây là con dâu của tôi. Dạ, con chào quý vị khán giả, chú Quyền Linh và chị Lê Lộc ạ. Dạ, em tên là Trần Thị Tú Anh, em đến từ Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Long An ạ. Công việc hiện tại của em là sắp làm nội trợ giống mẹ chồng. Mình bao nhiêu tuổi rồi chị? Dạ em 27 à. 27 mình lấy chồng được bao nhiêu lâu rồi? Dạ em lấy chồng 3 năm rưỡi rồi chị. Có em bé chưa? Chưa. Chưa luôn hả? Vậy làm dâu 3 năm rồi đúng không? Dạ. Cũng hơi lâu lâu rồi dạ. Ha. Mình có thể chia sẻ thoải mái giữa mẹ chồng nàng dâu xin phép cô nha. Và con dâu cũng vậy. Chúng ta cũng có thể chia sẻ tất cả những gì mà mình mong muốn, cũng như là những cái gì mà mình chưa hài lòng, hoặc những cái gì mà mình còn khuyếm khuyết á, để có thể mình rút kinh nghiệm. Rồi, chúng ta bắt đầu câu chuyện nha. Ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai mình thì cô cảm nhận như thế nào? Hồi trước á là con gái á sinh ở bệnh viện, con dâu á là bên khoa sản. Đó là cứ ngày ngày á đi phục vụ khám chữa bệnh cho con gái. Rồi cái con gái nói là mẹ ơi, sao con thấy cái con bé này nó dễ thương quá. Vậy không mẹ hỏi thăm coi có gia đình chưa, nếu mà hãy chưa mẹ mai làm mối cưới cho anh con. Ok à, từ cái ngày mình có cái ý định như mình nói chuyện như vậy á thì con dâu này hơi ngại ngại lúc đầu thì tự nhiên lắm. Lúc mà gặp con của cô chưa? Dạ chưa. Chưa. À tức là đây là cái đầu mối đầu tiên đúng không? Dạ. Đầu tiên. Rồi bao giờ mới gặp con trai của cô? Rồi tôi mới nói với lại con trai tôi nói mẹ với lại em con nằm dưới bệnh viện bây giờ có nhỏ đó dễ thương lắm, nó cho cô mẹ số điện thoại nè, con liên lạc nói chuyện với nó đi, rồi hả con mà con gặp nó là con thích nó liền luôn á. Nó từ từ cũng liên lạc gặp nhau rồi quen. Bao lâu thì đám cưới? Dạ tụi con thì nói chuyện điện thoại qua điện thoại á thì khoảng trên 3 tháng, nhưng mà gặp á thì gặp có 1 tháng là ảnh kêu em ơi cưới đi. Đi, nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên về mẹ chồng á là cảm nhận của chị như thế nào? Thì lúc đầu á thì mẹ chồng chỉ là người nhà bệnh nhân thôi, thì dạ. Mình là làm trong ngành y tế, mình cố gắng mình làm như thế nào cho mọi người á, người nhà cũng như bệnh nhân hài lòng. Lúc đó gọi mẹ là cô, mẹ nói cô có người con trai vậy á, đến tuổi lập gia đình á mà chưa có bạn gái. Em nói em nghĩ trong bụng chắc không có đâu, thời buổi bây giờ á mà trai thanh nữ tú tự tìm đến nhau chứ thời buổi giờ làm gì có chuyện mà mẹ chồng mẹ mà đi tìm con gái cho bạn cho con trai vậy đó. Rồi cũng ngại thiệt, thì ra vô sợ cứ nghĩ là lúc đó mình chắc mình bị nằm trong tầm ngắm rồi, mình cái gì cử chỉ gì cái làm gì mình cũng cẩn thận tí vậy đó, nên cũng ngại ngại. Ngại nhưng mà cũng thích, cũng tò mò để con biết con trai cô như thế nào đúng không? Dạ. Cái ấn tượng mà khi về làm dâu rồi á với lại lần đầu tiên gặp nó có khác nhau không chị? Dạ không chị, em chỉ gặp chút rắc rối trong cái phần cách xưng hô á. Sao vậy? Tại vì lúc đầu em cứ gọi mẹ là cô suốt thôi. Rồi em chồng là bằng chị xưng em. Cái sau khi cưới về á thì cái cách xưng hô nó mình xưng nó ngượng miệng lắm. Tự nhiên bây giờ đang kêu cô đổi thành mẹ. Những cái ngày đầu tiên đó làm dâu gì có cái gì sụp trặc xảy ra không cô? Về bếp núc này kia nọ là cũng khá là vụng về, không có nấu ăn được nhưng mà hay trang trí lắm. Ví dụ mà dọn lên á mâm cơm mà dĩa thịt hay là dĩa rau gì cũng hay trang trí. Ưu điểm để che cũng khuyết điểm. Có khó khăn gì lắm cho chị trong việc nấu ăn không? Khi mà có hứng á làm đồ ăn nó mới ngon, mình chịu niêm. Còn nếu mà bình thường á làm nhanh hay làm lặt vặt làm cái gì là không có niêm, nên hồi lên á có thằng em ruột nó cứ chê hoài à. Cái hay là mẹ con cùng trao đổi nói với nhau, chứ đôi khi mình cứ giấu hoài mà mình ném ngoài trong bụng á tới ngày nó bung ra là rất là mệt ha. Hôm nay chúng ta sẽ nghe người thứ ba nói gì về hai mẹ con nha. Cuộc sống trong gia đình giữa mẹ chồng và nàng dâu thì cũng rất là tốt đẹp, cũng không có xảy ra bất cứ chuyện lớn hay chuyện nhỏ gì hết. Nhưng mà mình mong muốn là cái vợ mình học hỏi của mẹ mình thêm một cái tài nghệ nấu ăn,
cho nó ngon. Nói chung là vợ mình cũng hơi dụng về cái việc mà nấu ăn, bếp núc, làm món này món kia, không có cầu kỳ được như mẹ. Ví dụ như mẹ mình mà đi du lịch tới điểm này điểm kia, những cái chỗ nào có những cái món ăn đặc sản á, thì mẹ ăn xong rồi về thì cả nhà cũng được ăn cái món y vậy, thậm chí ngon hơn nữa. Nhắn gửi đến vợ mình là học hỏi mẹ cách nấu ăn nhiều hơn nữa. Lại nấu ăn này, cơm này, nấu thì nhớ là nhấn nút, chứ nhiều khi nhà dọn lên đã rồi, tới hồi chuẩn bị ăn mở nồi cơm ra còn gạo với nước không. Cái chuyện mà mỗi lần mà em nói là em nấu cơm em quên nhấn nút á, có hôm á không lẽ giờ cái lỗi đó mẹ để em mắc hoài, cái lên dọn cơm cái ba nói là ba hỏi á, cái nói trời này tôi nấu á, là mẹ tự nhận là mẹ làm để mẹ nhận cái phần lỗi về mẹ. Trời vậy hả? Dạ, ngay từ đầu là mẹ đã cảm tình với em rồi. Rồi khi về thì mình cũng có nói là mẹ ơi con vụng về vậy đó, nếu mà con có làm gì sai á mẹ bỏ qua cho con. Sáng nó xuống nói là mẹ, hai mẹ con ngồi khóc, hai mẹ con hay mít ướt như nhau lắm, cái gì mà nói chuyện gì mà cảm động là khóc sướt mướt vậy đó. Mẹ muốn làm cái gì rồi ăn trái cây hay gì này kia nọ đó, rồi hai mẹ con làm xong rồi cái đem ra ngoài, rồi cái con dâu này thì nó thích hay chụp hình đưa lên Facebook. À, có món đồ chua rồi này kia nè, cứ chụp á đưa lên rồi cái người ta thấy vậy người ta thèm, người ta cứ đặt nó bán hàng online luôn hả? Đó là hợp nhau đúng không? Dạ. Có điểm nào chưa hợp nhau giữa hai mẹ con? Chưa hợp nhau thì cũng có, cái tánh của tôi thì cũng hơi kỹ lưỡng chút xíu. Đi đâu về thì về nhà cửa phải gọn gàng tươm tất. Đôi lúc là mình cũng giận nhưng mà rồi cũng thông cảm cho con. Đó là những điểm chưa hợp nhau. Một người kỹ tính, một người cũng hơi thờ ơ trong việc công việc nhà đúng không? Để xem người thứ ba sẽ nói như thế nào. Mình cũng nhắn gửi với mẹ là ráng cố gắng chỉ bảo vợ thêm nhiều cái cách nấu ăn ngon hơn nữa, để cho sau này mẹ lớn tuổi nghỉ ngơi rồi vợ còn lo việc bếp núc trong nhà. Mình cũng mong muốn là tình cảm giữa hai mẹ con từ xưa tới bây giờ và sau này cũng giữ y như vậy là rất là tốt rồi. Cái đó là cũng là một niềm động lực để cho mình làm việc thêm phấn khởi. Cũng vì lý do là chậm con á nên muốn ở nhà, nghỉ ở nhà cho đầu óc nó thoải mái hơn, đỡ áp lực hơn để dễ có con hơn. Chắc là phải theo mẹ rồi học hỏi với lại cố gắng hoàn thiện hơn. Ở đây thì con trai vừa mới nói chuyện là con phải học tính của mẹ là phải nấu ăn và có nhiều món nữa, đúng không cô? Cô có mong muốn như vậy không? Cô cũng còn sức khỏe á, thành thử ra bây giờ mình làm được tới đâu thì mình cứ làm, rồi con cũng có công ăn chuyện làm, thành thử ra trong cái khoảng thời gian nó làm chuyện này kia nọ, thành thử ra mình cũng phải thông cảm cho con chút xíu. Nhưng chuyện đó bây giờ cô còn sức khỏe, mai mốt rồi cô còn càng ngày càng lớn tuổi như vậy không còn sức khỏe thì vậy thì con gái cũng phải học nấu nướng này kia, học quên cái bấm nút đó hả? Nhưng mà cô con dâu này cũng tâm lý lắm, 8 tháng 3 cũng hay tặng làm bông á, tự làm bông luôn, rồi tặng cho mẹ, rồi 20 tháng 10 cũng có quà này kia tặng cho mẹ, cũng quan tâm tới mẹ dữ lắm. Anh nghĩ rằng tặng hoa mỗi mùa lễ là rất là tốt, nhưng mà tặng mẹ những cái món ăn hàng ngày lại càng tốt hơn nữa. Cố gắng nha. Cảm ơn cô với lại em rất nhiều về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Hy vọng rằng cái mối quan hệ đó nó vẫn mãi tiếp tục và càng ngày càng đẹp, hoàn thiện hơn nữa. Nhân dịp hôm nay thì em có muốn hứa gì với mẹ chồng không? Để kỳ này về á, con theo mẹ lên YouTube á, tập nấu nướng rồi con cố gắng hoàn thiện bản thân hơn, chăm sóc gia đình nhiều hơn để sau này á còn thế mẹ cái phần ngày sau nữa. Dễ thương quá. Hai mẹ con lên YouTube hả? Còn mẹ có mong muốn gì nói với con dâu? Mẹ cứ mong muốn là sau này con ráng cố gắng bắt chước theo mẹ để mà công chuyện hoàn thiện hơn, cho ngon miệng cho ba con cũng vui chút xíu. Rồi hai mẹ con ôm nhau nào. Thưa quý vị, chúng tôi luôn luôn muốn nhìn những hình ảnh thế này,
mẹ chồng nàng dâu phải như vậy thì gia đình chúng ta thật sự là rất là tuyệt vời, hạnh phúc nhé. Cảm ơn cô với lại em rất nhiều. Một cái kỷ niệm của chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu để chúng ta nhớ là ngày chúng ta tham gia chương trình nhé. Cảm ơn chú, cảm ơn chị. Dạ. Còn đây là phần quà từ nhà tài trợ. Đây là sản phẩm Natto Enzyme dành cho bác để giúp ngăn ngừa tai biến đột quỵ. Cái này dành cho chị là Natogen giúp gạt giải độc gan. Hôm qua chương trình này thì tôi cũng xin cảm ơn chú Huyền Linh và Lê Lộc. Dạ. Nhờ cái chương trình này thành thử ra mới được lên gặp chú Huyền Linh tận tận mặt đó. Dạ. Chứ ở nhà thường xuyên là xem truyền hình xong rồi mở mạng lên coi. Nhiều khi hả thức từ 9 giờ tới 12 giờ khuya luôn. Coi mình Huyền Linh vậy đó hả? Coi Huyền Linh thôi. Trời ơi, thương cô quá. Cảm ơn cô rất là nhiều, một cổ động viên nồng nhiệt. Dạ. Rất thích. Rồi bây giờ á là hai cô cháu mình ôm nhau một cái nè. Dạ. Để nhớ về coi nhớ Quyền Linh nha. Để lời thăm chúng nha. Rồi nhớ vô YouTube hả? YouTube. Bạn muốn hẹn hò. Đúng rồi. Bạn muốn hẹn hò rồi coi chương trình Vợ Chồng Son. Mẹ Chồng Nàng Dâu coi rất là nhiều. Gia Đình Tài Tử nè. Rồi Bạn Có Thực Tài nè. À, nhiều lắm. Tôi lên mạng tôi coi gia đình chú đi du lịch. Dạ trời ơi. Dạ bữa đi du lịch ở Nhật Bản nữa nè. Dạ. Chú ơi, chương trình của người ta chú ơi. Chứ phải live show của chú. Thôi khỏe. Cảm ơn cô nhiều nha. Chúc hai con hạnh phúc nha. Nhớ về học nấu nướng nha, đừng quên cái nút đó nha. Rồi, cảm ơn cô.